em mới nhớ là trong phim là lúc mà Mạc Hương Hoáng đổi thành ca sĩ Tiên Tiên đúng không ạ? Là ca sĩ phải biết hát đúng không ạ? Bây giờ Mạc Hương hát khúc cho mọi người nghe nha, để coi ca sĩ Tiên Tiên ở ngoài đời sao nha quý vị. Dạ, cũng sắp đến mùa lễ Trung Thu rồi, thì Phương xin hát một bài hát mang tên Trung Thu để chúng ta cảm thấy nó đoàn viên. Tết Trung Thu xách đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường, đèn ông trăng với đèn ông sao, ta múa ca buông đang đoàn hoàng. Tùng dinh dinh các tùng dinh dinh, tùng dinh dinh các tùng dinh dinh, em thức đèn này đến chi hàng. Ủa hết chưa chị? Hình như hai đứa mình không có hợp nhau lắm đó nhiều. Rồi em không ngờ chị đứa đèn ở đâu? Đến cung trăng. Đến cung trăng. Em thức đèn này đến cung trăng. Tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh, tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh, em trước đèn này đó chị à. Hay không quá vậy? Dạ đó giờ em toàn là coi chị Khả Như hát trên TV không à. Hôm nay em mới được chiêm ngưỡng giọng hát của chị Khả Như ở ngoài. Hay ghê không quý vị? Hay quá trời. Được rồi em. Em nói hay không quý vị được rồi, em nói hay ghê không quý vị? Không có đó. Lại cái này hỏi lại nè. Ai tưởng đem chữ ghê. Hay đó không quý vị? Ok, có tay cho chị Khả Như. Bởi vậy hôm nay nhỏ hát vậy mà nó đâu hay ghê không quý vị? Cái từ rồi, nhấn cái này. Ở dưới trả lời dạ ghê. Cái này là ý là khen hay hơn chữ hay đó, là hay ghê. Dạ, là hay hơn chữ hay. Dạ không, mình hay hơn chữ em hay. Muốn hỏi gì, mẹ muốn hỏi gì? Trong phim là chị Nhấn Thành có cãi lộn nhau như là mới đầu quay con. Bởi vì trong phim á là có yêu nhau, còn ngoài đời đâu có yêu nhau. Chửi là tại vì nó ăn đồ của chị. Nó ăn mà nó không có nói không. Tôi đang nền nã, tôi hát bài Trung Thu, cái nó hỏi tôi chi. Tôi bực mình, ăn mà nó không có chừa. Hiểu không? Ví dụ mình lên, mình mang cơm gia đình lên ngon, nó ăn mã miệng lem lẻm à. Trời ơi, dễ sợ chết. Công nhận nha, món này làm ấy tém tém vô gọn cái dọn trời cái này ngon ghê vậy. Anh tướng anh ăn không? Chưa kịp nói gì hết trơn anh dọn ăn luôn. Hiểu không? Ông chữ không được gì. Không có anh Thành đây bực. Thằng nó hỏi tới bực. Dạ má ăn gì nó ăn không chừa ai trơn trời à. Hỏi làm chi vậy? Thầy bởi vậy Trung Thu có món bánh ai ăn ba cái cự tại vì cái chân muối nó bị gớt ra nó không ăn thiệt. Cái nữ chị bù nó thích món nữa hỏi đó, nhớ ra cái vụ đó nó ăn tàn mạc đang nguyên cái đầu phim luôn má gì không có Thành đây. Ủa vậy thôi cắt đi bỏ qua đi. Đừng bây quay. Giờ là mình đừng quay lên Thành nó biết nó buồn. Bây giờ là mình xuống đây mình chụp hình với khán giả một cái cho khán giả vui nè. Nhưng mà được, khán giả coi xong chưa ạ? Không, khán giả là mới coi mới chụp hình rồi, khán giả là chưa coi chụp như chi đúng không? Khán giả coi rồi mình chụp hình mình yêu mến. Còn khán giả chưa coi là mình không có chụp. Cho ta luôn nha, ta đi coi. Bây giờ mình chia ra nha. Ai coi rồi đứng đây chụp hình. Ai chưa coi đi vô mua vé hạt coi đi. Dạ mua vé rồi coi. Mua vé vô coi đi con, chút ra chụp. Chút ra tiếng Thành lên cho chụp. Rồi quay lại đây. Rồi khán giả ngoài nhớ tạo dáng nha. Nhớ tạo dáng nha. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn. Dạ. Thì nhớ lên fanpage của Hoáng Đổi Phim để mà nhận về những bức hình này thật là đẹp của mình nha thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì những khán giả nào chưa có vé trên tay thì mình hãy nhanh chóng mua vé để vào rạp. Chúng tôi sẽ còn một tuần giao lưu nữa ở trong rạp của chúng ta nha. Hẹn gặp lại các bạn.